phía bên ngoài cánh cổng vườn tiệc dân gian. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về từ bàn tiệc của gia đình và chọn cho mình một chỗ ngồi cực kỳ thư thái và thoải mái nhất. Và chờ đợi trong một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một live show chương trình văn nghệ lớn nhất năm 2023 do MC ca sĩ Quang Toàn, MC ca sĩ Đức Trịnh cũng như đội của đội văn nghệ tỷ muội, đội văn nghệ gia đình của chúng ta cũng sẽ gửi đến toàn thể quý vị chị và bạn những tiết mục múa thật đặc sắc ngày hôm nay. Và một lần nữa bạn của chúng tôi xin được trân trọng và tha thiết kính mời toàn thể quý vị. Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay phải nói rằng là hôm nay ngày tốt đẹp trời, xin để bạn hữu cùng tôi vui vầy bên nhau cạn chén vơi đầy, chúc cho nhà mới tràn đầy niềm vui, luôn luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn tiếng hát sang người mắt ai. Trải qua những chuỗi ngày dài say say cất cất miệt mài bao đêm, giờ đây đã hết một phiền, ngắm nhìn thành quả thì cũng yên ổn rồi. Vâng, thưa quý vị thân mến, và một lần nữa cho ban tổ chức muốn được thay mặt cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng gửi tới các quý vị quan khách, các người, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè nam nữ thanh niên, chúng ta bớt chút thời gian khoa học của mình về chung vui với gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta đang đi về phía trước mặt hãy nhìn chân nhưng theo số các quý vị tiến về từ bàn tiệc của gia đình và tạo cho mình một chỗ ngồi thật là thư thái thoải mái nhất và cùng nhau chứng kiến những phút giây hạnh phúc nhất của gia đình yêu thương của chúng tôi trong buổi chiều hôm nay. Với thưa quý vị thân mến, vào hôm nay thật đúng là mang hoa mang rượu đến đường tân gia, thay đủ trong trang được chuyển nhà, hơn một năm trời vui đón khách, vừa sang nhà mới lại đầy hoa, anh chị cùng các cháu ở phương xa mừng em đi rượu mừng nhà mới, chúc mừng thành quả mãi vươn xa. Với thưa quý vị thân mến, và một lần nữa cho ban tổ chức xin được trân trọng những mời một quan tập khách của đại gia đình yêu thương của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng đón khách khi đón mùa xuân, đón khách khi đón người thân từ phương xa để trở về. Và thưa quý vị thân mến, hôm nay giây phút để đây cho ban tổ chức với đại gia đình yêu thương của chúng tôi đã sẵn sàng cho đón sự hiện diện của toàn thể quý vị và xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân yêu thân mến, đúng là trong một trong ngày nắng thì chỉ có một ngày mưa.
của gia đình Trang Linh trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng di chuyển tiến về từ bàn tiệc của gia đình. Chúng ta hãy chọn cho mình một chỗ ngồi cực kỳ thư thái và thoải mái nhất. Và đúng chỉ còn tầm khoảng 20 phút 30 giây nữa thôi thì lễ mừng tân gia đại khách của gia chủ chúng tôi sẽ chính thức tới bắt đầu. Một nữa xin được long trọng và tha thiết kính mời toàn thể quý vị chiêu phần mềm chiếc thì đoa sướng há bà biết lấy đầu thật chưa được vừa đồ nghe đánh bà bản thân nào hà bằng để là việc kịp khóc phòng tranh bóng bác xe này há bà của lý đồng tích nguyện mài sơn hâu bao chuyện đánh bà của lý đồng tuần tỉnh sơn hào hâu bao trùng chiếc phần mềm chiếc thì đoa sướng há bà để bông hoa sơn qua xuống năm trang lịch khởi nghe được sườn cả lung kỳ ngay sườn thẹp bà tới nay có tung của hờ há bà ở trang sống nước cả bi lại ngất được bao cầm trang sống căng cả bi lại còn có sù lúc lên hay bảo đảm rằng chút lòng ba ca lúc diễn ra bảo đảm rằng chút ba bằng tiền ngàn và tích ba nhà cửa ham mượn trà thòn chút ba đạp ngang cửa ham mượn trà sàn lúc cứ sưởi sân bò tan lặng há cột há lốp há tàng há liên tiểu hà nét con đầu gô mò tàng cổ đi xịn tè na vì đồng ơi chưa ba trang sơn nặng nhất này chẳng tìm phòng lớn trang sơn nặng nhất em chẳng tìm không nghỉ xưa nặng thì lại mua chẳng biết nhớ lạc quảng cho ba con em bị đồng ơi các bà mà đi chẳng hút sức khỏe của chân hà đầy vừa thì các trang vừa sầm tinh am trắng này là hát của má non là pháp của má dù để nhắc cáo với lại em con mẹ lúc cả giữa đại bản các vùng bản có ở giữa đại thường nhớ học cần thì đem đưa sửa đi vì học tiền học cần mất cho một hãy nhớ làng sông hở học đi cho linh đi để các ý qua phớ hay đi cửa sai chứ hay khó nghèo con mẹ vì đồng ơi các bà tập pháp lúc đó ở hê to đề cảnh cai như mắt người thủy chiếu có vỡ bạc cửa các bà xuất bản bắt bà tổ chức có cáo với rồi bị động ở cả mắt nặng hồn xa không bây giờ bón đang trong bước ra trầu ở cả mắt ngọt mắt nổi phát cầu nổ cá chén cơm vườn sâu hà chúc thử vừa bia tòng trà linh vân đi đẩy các gì qua phớ tên đang mới xuân khởi sờ cáo với của hai bị động tay thầu tay xí tay sao với các vị thân mến ngày hôm nay phải nói rằng là hân hoan mừng bà tiến khánh thành nhà kiên cố qua tầng và lại đẹp quá ta mà nơi thất bày nào thì trông theo vậy và từ đây mưa nắng ắt lùi xa và hai bàn tay trắng thì tạo nên mưa nhiệt mà đời mất âu lo bởi xế tàu và không gieo hạt nay hái quả mấy vần thơ gửi tới toàn gia với các vị thân mến và một lần nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay xin được trân trọng gửi lời chào quý vị quan khách các cụ các ông các bà cô sĩ chú bác cũng như bạn bè nam nữ thanh niên chúng ta bất chấp thời gian và gặp của mình về trong vui với gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta đang đi về phía tên gọi của nhanh chân dùng chiếc của mình tiến về từ bàn tiệc của gia đình và chọn cho mình một chỗ ngồi thật là thư thái thoải mái nhất và cùng nhau chứng kiến những phút giây hạnh phúc nhất của gia đình yêu thương của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một kính thưa quý vị anh chị và các bạn cùng nghe đam mê đúng là trai yêu văn nghệ thì cho vui gái yêu văn nghệ thì cho đời nở hoa sống mà không tiếng hát lời ca thì khác nào trái đất lạnh xa mặt trời. Và các thưa quý vị trong khi thời gian chờ đợi lễ mừng tân gia đại khách của gia đình Trang Linh được bắt đầu thì xin mời các thưa quý vị anh chị và các bạn hãy cùng hướng mắt về sân khấu cùng thưởng thức một live show văn nghệ và để mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay xin mời các thưa quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca của MC Quang Toàn với một ca khúc mang tên Tình Nhạt Phai Zivex. Xin mời các thưa quý vị và các bạn cùng
mấy ngày dài say say cất cất miệt mài bao đêm. Giờ đây đã hết một phiền, nhắm nhìn thành quảng thì cũng yên bụng rồi. Vẫn thưa quý vị thân mến, và ngay say phút này đây có thể tập thể quý vị và khách chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa. Và ngay sau đây và ngay bây giờ xin mời tập thể quý vị chúng ta cùng cảm đương trong giây lát và hướng ánh của mình đến cánh cổng của bệnh viện Tân Gia trong buổi trưa hôm nay. Và cùng đổ ra một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa thì cũng đón chào gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa nay. Vẫn sẽ tiếp tục mời vợ chồng hai em Trang Linh, cô xe bạch dạng tay nắm chặt tay, nhắc theo xẻo bước di chuyển về sân khấu để cùng diện kiến đến tập thể quý vị. Vâng, xin mời. Vâng, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón vợ chồng gia đình ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, chúng ta đang chứng kiến vợ chồng chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay đang tay nắm chặt tay tiến lên lễ đài để ra mắt tập thể vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn và thật dài hơn nữa để cùng chúc mừng nào. Kính thưa quý vị, như vậy trên sân khấu ngay lúc này đây đã có mặt chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay, đó chính là vợ chồng em Trang Linh. Và để cảm tạ đến tập thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời vợ chồng Trang Linh sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới tập thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thật đúng là hân hoan mừng bạn đến thánh thành nhà, kiên cố cao tầng mà lại đẹp quá ta, mà nơi thất bày vào thì trông khéo thầy, mà từ nay mưa nắng ắt lùi xa, và hai bàn tay trắng thì tạo nên cơ nghiệp, mà đời bất âu lo bởi xế ta, có công gieo hạt nay hái quả, mấy vần thơ gửi tới toàn gia. Vâng thưa quý vị, ngôi nhà không chỉ là nơi để che nắng che mưa, mà còn là nơi để chúng ta lui về sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi phải không ạ? Và cũng là nơi để mọi thành viên trong gia đình hiến tặng lên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm. Kính thưa quý vị chị và các bạn thân yêu thân mến, gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu, và ở đó thì có tình yêu không bao giờ kết thúc. Cuốn theo dòng chảy của thời gian, sống trong cuộc đời này ai cũng hằng mong ước sẽ có cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và trải qua bao nhiêu năm chung sống với nhau, hai em Trang Linh đã cùng chung sống với nhau bằng một tình yêu chung thủy, cùng nhau cố gắng trong cuộc sống, cùng nhau bươn trải, cùng nhau bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và đến ngày hôm nay đây, vợ chồng Trang Linh đã xây dựng được một ngôi nhà thật khang trang sạch đẹp, được mọc lên tại bản Sàng Nà Tre, xã Triều Ban, huyện Mai Sơn thân thương của chúng ta. Ở đó thì có bếp lửa hồng ấm áp, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay thật đúng là mang hoa mang rượu đến mừng Tân Gia, thơ đủ trong trang được chuyển nhà, hơn một năm trời vui đón khách, vừa sang nhà mới lại đầy hoa, và anh chị cùng các cháu ở phương xa mừng em ly rượu mừng nhà mới, chúc mừng thành quả mãi vươn xa. Vâng thưa quý vị, vô nhân cũng có nói một câu rằng phận vợ phận chồng thì tắt biển đông thì cũng cạn, mà đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và trong cái đây đó có sự cố gắng không ngừng nghỉ của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là vợ chồng em Trang Linh, cô đã xây dựng nên một ngôi nhà thật khang trang, thật sạch đẹp và bao nhiêu người hâm mộ ước. Và ngày hôm nay đây, và ngày thật tốt tháng thật lành, ngày 6 tháng 4 năm 2024, tức là 28 tháng 2 năm Sắp Thìn. Với thưa quý vị thân mến, và ngay sau phút đến đây cho phép quan toàn quý nhân đất trình xin phép được tuyên bố lễ mừng Tân Gia đại cát của gia chủ em Trang Linh chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của tập thể quý vị rất nhiều. Những tràng pháo tay của tập thể quý vị đã làm niềm hạnh phúc nhân đôi cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cùng chúc mừng cho gia chủ được làm ăn phát tài phát lộc, thì ban tổ chức tôi cũng đã chuẩn bị những chén rượu thật đầm thắm để nâng lên gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời MC Đức Trình sẽ cùng nâng những chén rượu kính lên gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng chúc cho gia chủ được làm ăn phát tài phát lộc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như cà phê mịn. Vâng, xin mời hai em. Vâng, xin mời tập thể quý vị chị và các bạn ở phía bên dưới, chúng ta sẽ cùng rót chén rượu của mình thật đây.
và cùng giơ thật cao lên, cùng hô vang 1 2 3 rô, 1 2 3 rô, 1 2 3. Chúc mừng Tân Gia đại cát được không anh chị em ơi? Chúng ta đã sẵn sàng chưa anh chị em ơi? Sẵn sàng cả nhà mình ơi. 2 3 4 2 3 4 2 3. Chúc mừng Tân Gia đại cát với xin mời. Và một nữa, ban của chúng tôi xin được thay mặt cho gia chủ ngày hôm nay xin được long trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của toàn thể quý vị quan khách đã cùng nhau bất chút thời gian vàng ngọc của mình cùng trở về đây cùng chúc mừng Tân Gia đại cát cho gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một nữa xin được kính chúc quý vị và các bạn có một bữa tiệc ngon miệng và thật vui tươi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và sau đây xin mời hai em sẽ cùng trở về phía bên dưới từ bàn tiệc để cảm ơn người thân của mình đã đến chúc vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời.